Không, đứng vậy sai rồi. Bây giờ nè, tụi mày né ra đi. Thằng thằng Bạch Long Mã qua đứng bên này cho anh. Bạch Long Mã đứng đây rồi, đứng ngay tay anh chị nè. Rồi. Rồi bên này thằng Tế Công đứng ngay đây cho anh này. Đây nè, ngay đây nè, ngay chỗ anh đứng nè. Rồi, tụi mày xếp hai hàng ngay chỗ ông Bạch Long Mã với anh Tế Công nè, xếp thẳng xuống. Hai hàng đó, xong xếp thẳng xuống. Đó. Lát nữa anh em mình đi vô giày và mình đi thẳng từ đây qua đó thử nha. Đó, đi vô. À khoan 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 khoan. Ôi tụi mày đi về chích mẹ tao rồi. Đi cho nó đều đều vô nào, lại coi. Ok, đây mình thử nha, bây giờ mình đi thử nha. Ok, giáo sư ơi, né né rồi, các sư cho tôi đi thử coi. Bây giờ Đây. mình đi ra tới đồn công an nha. Ok, Ông nội đồn ơi, quyền gì vậy? Hai, ông nội ba. ơi. Đi thẳng vô, Bạch Long Mã. Đi bên kia, Đi thoải mái. đi 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 đi. Đi thẳng hàng nha. Đi đã. Tụi mày Đã đi. đi nè anh. Không đều nha. Wow, ngầu chưa? Đâu phải đơn giản mà làm Găng Thiên Triều. Đi đàng hoàng, không có không chạy. Có ship, không có ship. Không có ship. Có ai coi stream được nhìn lên stream còn nhìn ngầu vãi luôn anh em mà đủ mỗi mà dân chơi vậy. Ừ, để em nhảy Ủa, tới cái. Đi hai hàng hay là mình đi theo kiểu má mì mũi tên ta, đi mũi tên đi một ngầu. Thôi đi hai hàng, hai hàng. Hai hàng ngầu hơn, vậy hai hàng ngầu ơi. Đi ba hàng cơ, đi ba hàng ngầu hơn kìa. Là có ai, là có ai hàng người trong ao làng. Cái gì đây? Tụi em đang đi tập thể dục. Chào mấy sếp nha. Ôi đông quá. Đi cộng đồng đúng không? Tụi em qua giao lưu thôi, không có gì hết. Đi thôi đi xuống lắm. Anh ơi, thôi rồi, đi xuống hả, thôi rồi, ok, rồi đi. Nè, giờ vô xe, lát nữa tới đó là đủ mình đậu ở ngoài. Mình đậu ở ngoài tập không? một xe 4 người nha, một xe. Đúng rồi, lên. Tập lên. Để anh. Đi nhầm. Chạy xuống dưới ngã ba đó dừng lại là được rồi. Gì vậy? Xe Ngộ Năng mới sửa xong rớt cái gì dưới vậy? Rớt luôn rồi. Nghe mà không thấy đóng tiêu rồi. Cốc chạy giùm anh đi cốc đi. Ok, rồi đưa anh Bill chưa? Đà lên chạy đi là. Rồi anh rồi. Ừ, ơi, em không biết chạy xe, chết hoài à. Trời ơi, đụng má chị đỏ hay gì bấm không được luôn trời. Ok, ở đây mình tranh thủ qua xong rồi rủ anh em mình ra giao lưu với mấy anh em bắt họ nè. Anh chán quá lắm. Em có băng lại đủ lắm nữa. Băng lại cái là 5 miếng. Đủ anh một bên thôi, anh cứ vô một bên thôi, anh qua đây lát rồi em lại nhảy nữa. Mày, cái kính đen thui anh nếu biết ngồi anh nằm nào anh mới chạy hai bên. Trời, chạy tới trước khi gì dậu, chạy tới trước khi xong rồi mình đậu rồi tụi nó đậu theo. Em nữa 10 giờ chắc em. Bên kia đường nha, chứ không phải bên này đâu. Bên kia đường kìa. Chạy thẳng lên xong rồi phải. Abu này sửa xe gì mà cản trước đường rớt các bạn. Không cái này. Đây đây quẹo đây quẹo đây quẹo đây. Dừng đây dừng đây luôn dừng đây luôn. Đây cô qua kìa. Nói nghe. Thằng chèo qua thằng chèo qua thằng chèo qua. Thằng chèo qua kìa. Chết rồi chết rồi cứu cái. Đón người chèo quế bị dược. Đây anh đứng đây. Anh đứng lại chờ xíu. Mày đâu? Mày đâu? Rồi xếp hàng vô. Anh đứng đây đợi một tí nhá. Hello thịt chờ em nha. Xếp hàng vô vô đây nè. Có chỉ tay, bỏ cái tay xuống, sao mình chỉ tay vô không phải. Alo, một người nói thôi. Ủa Dương Tiễn sao qua bên đó rồi anh? Ok. Anh đi bước lên chút đi anh này. Cho nó đều. Xét xét bị lắc rồi. Đứng đây ngoài nè, đứng đây ngoài nè. Ok, từ. Mấy anh em Sài Gòn lùi về sau 5 bước được không? Em bị kích rồi. Dạ được. Bây giờ chụp bước lùi sau đi. Mấy anh em lùi Sài Gòn lùi sau 5 bước đi rồi anh em mình chào nhau cái. Nào anh em Sài Gòn đứng lại tôi đọc giúp anh chào mừng nào. Bước mà anh em. Rồi sạc e salute chào người ta nè tụi em ơi. Sạc e salute. Các bạn kiếm tiền. Xếp hàng vô, nhọc im coi. Sài Gòn. Cắt xuống đi, cắt xuống đi. Cắt xuống này. Sạc e salute nè mọi người. Xếp hàng vô, cầm móc xuống ra xếp hàng vô. Tony ơi, Tony. Chào ông ta kìa ông già. Anh ta nhìn tích vậy anh Tâm. Ủa anh ta nhìn tích vậy anh Tâm.
Dạ, anh tiết đâu không mình đấy tiết đó hả tiết sau kìa à tiết đó nuôi 10 con vậy ok tôi là Ngọc Hoàng xin đại diện cho Gan Thiên Triều ngày hôm nay gửi đến giữa anh em Sài Gòn lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất. Vâng, và theo thể theo lời yêu cầu của 1.800 vị thực khách cũng như là 2.800 anh em trong Thiên Kiều và 1.800 những anh em ngoài Thiên Kiều ngày hôm nay chúng tôi đến Gan Sài Gòn để chúc mừng anh em Sài Gòn đã có một cái nhà gan. Và để chúc mừng nhân dịp này thì tôi có một bài hát muốn tặng cho anh em Sài Gòn. Bài hát này đã được chuẩn bị khá là lâu, mong anh em Sài Gòn sẽ chú ý lắng nghe. Không, rồi mẹ ơi, đây ba nén hương trầm, con xin vui mẹ cha. Tím hắn tuôn bảo 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 cái ấy múa tắt cái đi, ấy tắt cái đi. Rồi thì nói chung là cái gì nó cũng có cái mới với cái cũ. Thì ngày hôm nay tới đây VK đừng nói mít game. Dù gì thì dù anh em mình giao lưu bằng cách gì sẹt RLL được chưa? Bên nếu như bên Sài Gòn thắng đi vào Discord, bên Sài Gòn đi vào Discord nói đi cho dễ đi ơi. Anh em trong Discord cả. Nếu như bên Sài Gòn thắng gửi tặng Sài Gòn 2 triệu, nếu như bên Sài Gòn thua ok anh em mình cười với nhau một cái gọi là giao lưu. Ok, tôi thay mặt anh em Sài Gòn tôi luôn trước. Ok. Ồ mấy em bắt hộ qua, mấy em bắt hộ qua. Ui mày bố chết mẹ mày rồi. Sau cái này mày tụi mày cũng chết tao. Wow. Đâu mẹ mày. Tôi buồn luôn. Ok, hồi nãy tôi nói nếu như mấy anh em Sài Gòn thắng tôi gửi 2 triệu, nếu như mấy anh em Sài Gòn thua thì cười một cái thôi. Nhưng mà bây giờ quề, ôi má coi như bỏ. Ôi, cậu ơi. Mấy em đâu lấy cái dù cho chị nào. Quá. Không được mời vô nhà uống trà luôn trời. Từ từ, trong này đang đông, rồi làm gì gấp vậy vậy. Tôi nói chuyện với mấy anh em tôi mà bộ. Ủa, ủa okay. Ủa như nào, nè. Chờ xíu, chờ xíu đi, chờ xíu đi. Có bạn chổng là tôi không muốn đi vô rồi đấy. Ui, chào bè nha. Lát nữa, đi đi, bây giờ tụi mình sẽ đi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi, nhưng mà mình đi ngang mặt bác họ. Đồ mới mình cười khinh vô mặt tụi nó. Đây, 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 đây. Họ bước kiều bước. Anh em Sài Gòn tránh đường để bắt họ vào nhà nào. Có vẻ đi đụng nhau, có vẻ đi đụng nhau. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Ây da. Khó chịu nha, khó chịu nha. Hôm nay là ngày vui của Sài Gòn nên bất nóng nha. Ok, hôm nay là cũng là ngày vui. Tại thấy xấu quá, hơi sỉ nhục người ta thôi. Đây là khỏi nói nha, nơi chơi luôn lên đây. Đây là bạn còn đứng thui cái đầu đấy. Nói chuyện rồi nước lên nhìn tôi cái gì vậy? Hả? Nước lên nhìn tôi à? Ai bạn như sao? Rồi như nào sao như nào sao bóc vào là làm gì bóc xuống vô làm gì bóc xuống vô làm gì nào bóc xuống vô làm gì như nào chơi tụi em chơi tụi em trời ơi chơi 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 rửa chén nó rửa chơi ủa chém chết mẹ đó anh ủa chém đó ôi ơi coi chừng chém chúng nhau bây giờ. Đâm lén chơi dù. Không, đâm lén lại người ta đâm luôn. Đây tôi hẹn bạn sân bay. Nhận kẹo sân bay luôn, nhận kẹo sân bay luôn. Dạ liền luôn, tôi đập chung ra ngoài luôn. Dạ liền, ủ dậy dạ liền. Đừng nào bắn giờ nha. Ủ dậy đi. Ok. Anh lấy thì súng vào băng bên Mỹ cướp thử đi. Ôi má, chơi đá ít thôi nghĩa. Mà em chơi nhiều đá rồi đó em. Một. Anh dậu tới, dậu ốp vậy. Hai.
3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mạng. Khu để bác họ, khu để bác họ. Lại ghẻ ghẻ qua trái, ghẻ qua trái ghẻ. Ủa bên mình bên trái bên phải vậy anh? Ok anh em chuẩn bị chơi nè, đợi nó lên hết đi. Con mẹ. Chưa mua mũ anh ơi. Chưa mua mũ thì chịu thôi. Còn máu. Ok rồi. Ai mất máu hồi máu đi chuẩn bị hết đi. Sốc sốc đi mèo ơi, mèo ơi mèo, né né nè mèo ơi. Nghe anh nói nè. Lát nữa vô bắn lên. Không bật mic nói chuyện. Anh kêu sao thì làm vậy, khi nào anh kêu nghe thì nói lại là ok anh, hoặc là em nghe rồi hay là thế nào đó, chứ còn đừng có báo lên là yếu rồi hay gì không. Chiến thuật của mình ngày hôm nay mình công toàn găng đi bắn một chỗ một, không chia hai đường nữa. Má bây giờ không biết là công đường trên hay công đường biển ta. Biển đi anh. Ok thôi công, ok cho công biển đi. Công đường trên sợ nó bắn vô cái thùng xăng á, nó nổ cái là nó ăn lồn lũ luôn. Ủa nó vô cái cọt kia xong á anh Tâm ơi. Thằng nào nói mà anh coi, kêu nó chat lên cái chỗ đại sảnh cái để được cấp pro. Chơi tới giờ rồi chơi thôi. Tâm ơi. Chăm lên đại sảnh để người ta cấp pro cho. Chơi. Đại sảnh ở đâu? Chạy làm sao nè. Rồi bắn chưa chứ mình hỏi sao, bắn chưa đi. Tải ra. Cái máu tôi nói nha anh em. Vô, đây nè. Ủa, đủ má mày được vô nằm đâu vậy? À đây bên này. Chạy đó. Mày lụm đó, chạy đi, công luôn, công thẳng luôn. Công hết đằng sau luôn. Rồi công từ từ, đừng đi lẹ tẻ. Các họ đã coi kim của anh tiếp hết rồi. Kệ, không sao. Anh em vẫn vui nè, thấy ra nè, công đường biển nè. Mấy bạn công đường biển nè, đẩy lên đi. Đẩy lên lấy cụ. Đẩy lên đi, được bắn. Đẩy lên, không leo lên nóc. Tâm Hoàng đi xuống, không leo nóc. Tâm Hoàng đi xuống, đẩy lên hết, chết luôn. Chạy lên hết ở trên luôn, lấy mấy cụ điện ở trên, chạy lên luôn. Lên trên luôn, lên thẳng lên luôn. Chạy hết lên trên, lấy ưu điện ở trên. Chạy hết trên, lấy ưu điện ở trên cho anh. Thuận nha. Lên hết trên luôn, lấy ưu điện ở trên luôn. Để vô trong lấy mấy cái thùng rác luôn, đừng có đi lẻ tẻ. Vô trong này nè, lấy mấy cái thùng rác trong luôn. Để vô đi, lấy mấy cái thùng rác ở trong luôn. Mấy bạn móc biển nè, nhìn mấy bạn móc biển nè. Không tới, đẩy vô trong luôn, các bạn tới nè. Ôi sao kìa. Trái quá trời mà để ý hết. Đằng sau. Móc sâu kìa. Anh này nhìn sau nè, anh này Boka nhìn sau nè, anh này ôi sao cắn có thằng kìa này. Đừng có chia ra nhìn, mình bắn một chỗ rồi mình đẩy thẳng luôn thì tụi em mới ăn được chứ. Sao Ngọc Hoàng ơi. Ok đợi xíu. Điều đi nha. Bắt tay cái Ngọc Hoàng ơi. Ngọc Hoàng bắt tay cái vui vẻ á. Đó, chị em mình cái gì cái vui vẻ.
Chào, đang hai đang ba không? Thầy ơi, không có sự quỷ ta nói. Đâu, hồi nào đủ tầng 2, tầng 3, đủ tầng 2, tầng 3 không? 10 luôn. Má, tầng 2, tầng 3 đâu? Lấy cái đầu anh tâm đảo à? Bèo 3 chứ anh nhỉ? Bèo 3 chứ anh nhỉ? Giờ mình giao lưu võ thuật. Giờ mình giao lưu võ thuật. Rồi, vậy mình so le đi. Giờ trận này giao lưu võ thuật xong, trận sau mình làm cái bắn súng nữa là đủ bèo 3 anh. Ok chưa? Ok chưa? Ê, tao nè, tôi là cái gì tôi có cái đó. Tôi cái gì tôi có cái đó. Tôi nói là đồ tôi bắn không bao giờ bảo mấy anh em bắt họ, cho nên là đồ coi như là một là thua, hai á trước là thua, sau là đồ đi tập trận. Không sao anh ơi, bắn vui vẻ mà. Không, nhưng mà tôi không vui, đủ má thua hoài đâu vui. Em mới tống tiền điện lên cái đèn nhà em nó hơi sáng. À. Ok. Nó hơi có tắt anh Tâm ơi, nó hơi có tắt. Bóng đèn tôi mới thay cũng khó tắt lắm nha mấy bạn. Trời ơi. Rồi thôi anh em bác họ rút đi nào, mình setup mình chơi đường quyền với anh Tâm nha. Ok. Setup cái gì ngay đây nè, ngay đây thôi. Lấy không, cái đường. Đúng rồi, mình không mà mình phải chia ra anh. Thì đây nè, lên một cái lên một cái. Anh đứng bên đó đi, anh đứng bên đó tại bên này. Lấy cái đường vàng này chia ra, phân định hai bên ra. Đó, lấy cái đường vàng chia ra. Đâu anh em mình ra đây nè. Cái đường vàng này nha, cái đường vàng này nha anh em. Đường vàng chia bạn chơi là solo hay là bây giờ sắp lá cà. Chơi là phải sắp lá cà chứ solo được. Bây giờ tới tối khi nào nó xong. Ok, thì cứ chờ bạn mà. Đâu phương mẫu đứng ở đây rồi. Cái đường vàng này nha, cái đường vàng này nha anh em. Bắt cá phương mẫu luôn. Lôi về. Chiều qua kia đó thử chịu. Chiều qua đây nè. Tụi em đánh từ từ thôi nha, đánh từng cái thôi, coi chừng đánh trúng nhau á. Em mình dồn vô đánh người thôi. Không được, dồn vô đánh không, người là tụi em nhiệm nhau là đâm chết nhau á. Nè, đánh theo kiểu này nè, chạy vô chém một cái, xong lại tiếp tục chạy, tiếp tục chém, hiểu không? Thì nó mới focus được vô người. Con giáp quan tâm, con giáp không? Không, đâu cần giáp, đâu chém nhau, đâu cần giáp. Cho em cây hàng em chưa mua, đây, thằng thổ địa là đây. Mã tấu đi chứ đừng cầm cái dao găm. À, lại này quỳ trước à? À, rồi Tâm ơi, tranh luận một lát rồi Tâm. Tâm coi có ai không? Đây nè, đây nè. Nghe hôm nay, đổ với mí đồ màu ở đây. Bí yêu chưa? Ghê quá thái bạch rồi. Ờ, anh này. Rồi, mình im lặng nè, từ từ tí nè, cho hai con boss nói nè. Nói còn con cặc gì nữa đâu mà để nói. Anh lên nói chuyện đi. Tụi em đứng xuống đường vàng rồi, đừng có đi qua đường vàng. Vợ tao rồi, con vợ đủ thằng cò của tao rồi. Con vợ thằng cò nghe BD vậy rồi. Đây nè, mày lứng mất rồi kìa. Ê, mày lứng mất rồi kìa. Mày ý thức gì vậy? Đủ á, đồ mà giờ ra. Phan nó luôn lên đây, phan luôn lên đây. Mày sao? Từ từ. Sao là sao? Ý bạn là sao? Bạn sao tôi vậy? Hả? Áo anh si. Tôi là nãy giờ xong tăng 1 trong đó rồi, bây giờ tôi muốn tăng 2 tăng 3 được chưa? Ok, tăng 2 tăng 3 được chưa? Tăng 2 tăng 3 được chưa? Virus may nhi nè. Ra đây để chúng tôi giải quyết cái chuyện này. Ngày hôm nay giọt máu này đổ ra không phải đơn giản. Cái đủ. Rồi, nó tiền được lỗ luôn. Đủ điểm mẹ nó. Mình ơi, hồi nãy tới nói giờ tụi mình đi. Đăng game rồi. Mà nhớ sub để còn tăng nữa, tương tác các kiểu như chưa. Không thôi là giận, biết chưa?